Vậy xin chào tất cả các anh ạ. Thì ngày hôm nay kênh điện máy em lên sẽ giới thiệu với tất cả các anh cái mã máy, cái mã thân quạt xài chân pin phổ thông, chân pin Makita anh em nhé. Phục vụ các bác mà làm đồng làm đêm, anh em nào mà làm khu vực mà không có điện, các bác vào trong thời tiết mùa hè oi bức thế này, thì anh em lên cho em những thân quạt này anh em nhé. Thân quạt anh em nhé. Thân quạt nó xài là xài chân pin phổ thông, hay là chân pin 4 phân, chân pin M21, chân Makita. Đấy. Cái này thì cái đường kính của quạt này, đường kính của quạt thì khoảng tầm 19cm này. Đường kính của cánh quạt khoảng 19cm này. Còn đường kính lòng ngoài này, đường kính lòng ngoài của quạt này thì là khoảng tầm 22 đến 23cm anh em nhé. Thân quạt này xài chân pin phổ thông. Cánh quạt và cái lồng đều là bằng sắt anh em nhé. Nhiều trường hợp các bác hỏi là bằng nhựa hay bằng sắt nhé. Cánh quạt và cái lồng quạt đều là bằng sắt các bác nhé. Thì nó xài chân pin phổ thông thì em sẽ lắp thử cái cục pin chân phổ thông vào cho anh em xem cái quạt này nhé. Đây em sẽ lắp cái thân quạt vào cái cục pin chân phổ thông cho anh em xem luôn. Đây anh em nhé, em bật công tắc này. Rất là khỏe luôn, các bác làm đồng làm đêm hoặc làm trong chỗ không có điện này, rất là khỏe anh em nhé. Thôi anh em mà anh em nhà mình làm đi làm công trình thì các bác có rất là nhiều pin rồi, thì các bác có thể tận dụng pin lấy trên thân quạt nhé. Thân quạt này chỉ với giá là 300.000, bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi, anh em nhận hàng được kiểm tra hàng trước thanh toán. Thì anh em nào có nhu cầu với mã thân quạt này thì có thể là để lại số điện thoại ngay dưới bài viết, thì em sẽ có người gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh em nhé. Vậy xin chào tạm biệt tất cả các anh ạ.